Tô bánh canh 600k ở Cần Thơ thì có gì? Ê mấy bà cho tôi hỏi, ở Sài Gòn có chỗ nào chịu chơi bán bánh canh ghẹ tôm hùm giống chỗ này ở Cần Thơ không? Trong lúc mà quá đói bụng đã cạn kiệt sức lực thì tôi đã đi dọc theo con đường cạnh bên khách sạn của tôi ở. Và tôi phát hiện một cái quán bánh canh ghẹ. Thì đó, thì tại đói bụng mà nên thôi vô ăn đại đại đi. Nhưng mà nhìn quán sạch sẽ lắm nha. Chỉ có điều là Vicky thấy nó hơi vắng, lúc này mình đi tầm khoảng 4-5 giờ chiều. Quán có các chứng nhận rồi bằng khen tùm lum nữa nè. Rồi mấy cái đồ trang trí nhỏ nhỏ như vậy rất là dễ thương. Ở Cần Thơ có cái phong tục này lạ lắm nha. Vicky thấy quán ăn nào cũng có bán nước sâm bông cúc với sâm rong biển. Ai mà thuộc team thích uống nước sâm giống Vicky thì không thể nào bỏ qua đi du lịch Cần Thơ nha. Không ngờ mình vô một cái quán có gu dễ sợ. Coi cái ly nước làm bằng ống tre nè, dễ thương không? À, quên giới thiệu với các bạn, đây là tiệm bánh canh ghẹ Vinh Lam nha. Phải công nhận, trời nắng nóng mà được uống một ly nước sâm vô nó đã khác gì đâu. Quán này có giao hàng tận nơi nữa nè. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau khám phá menu nè. Có nhiều loại nước nhà tự làm lắm nha nha đam, sữa bắp và nước sâm. Một điều làm Vicky ngạc nhiên hơn nữa là quán này nó có nhiều chi nhánh khác nữa ở những tỉnh thành lân cận. Wow, vậy tính ra là cái quán này chắc là ngon nên mới mở nhiều chi nhánh vậy đúng không? Menu của quán chỉ có 6 loại bánh canh nhưng đắt sắc ra miếng đó nha. Ngoài tôm hùm còn có cua gạch, ghẹ và bánh canh bào ngư nữa. Ngoài ra chúng ta còn có thể gọi thêm các món ăn thêm như là bánh thêm, chả, ghẹ, bào ngư. Ê, sao nhìn cái quán ở ngoài nó bình dân vậy mà món bên trong nó hết hồn hết vía. Tính ra là tôi tính vô ăn cho đỡ đói rồi mà bây giờ tôi thấy cái menu là tôi no luôn rồi đó. Tô rẻ nhất ở quán là 49k nhưng Vicky gọi tô đặc biệt thịt ghẹ 90k. Trong tô này sẽ có một miếng chả cua khá là to, hai cái trứng cút, một con tôm cũng khá là to và rất nhiều thịt ghẹ. Mình chưa ăn nhưng mà mình thấy cái giá 90k là cũng khá phù hợp với cái tô như vậy. Ngoài ra mình còn được cho một đĩa rau ú nụ cùng với loại sốt chấm muối tiêu xanh. Tô bánh canh 600k ở Cần Thơ thì có gì? Không, tôi không biết. Mấy bà về ăn đi rồi mấy bà cho tôi biết nha. Tới cái lúc cấn cấn rồi nè, nhìn tô bánh canh ngon như vậy nhưng mà khi mình ăn vô thì mình thấy cái nước súp ấy, mình không có cảm nhận được cái vị ghẹ, vị cua ở trong đó. Mỗi thứ trong tô nó có một cái vị khác nhau nhưng mà nó lại không có hòa quyện vào nhau. Nhưng được một cái là các topping chả, trứng cút với lại tôm rất là tươi nha. Để nói về ngon thì Vicky cảm thấy là nó chưa có phù hợp với cái khẩu vị của mình lắm. Bạn nào ở Cần Thơ mà biết quán bánh canh cua nào ngon thì giới thiệu cho Vicky với nha. Bye bye, stay awesome.